Đi bộ thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hô hấp, kéo dài tuổi thọ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, đi bộ vào những thời điểm khác nhau sẽ mang lại những lợi ích sức khỏe khác nhau. Theo tiến sĩ Angela Holiday Bell, bác sĩ chuyên về giấc ngủ đang làm việc tại Mỹ, giải thích rằng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tự nhiên giúp củng cố nhịp sinh học. Nó cũng giúp tăng sản xuất serotonin, cần thiết cho việc sản xuất hormone ngủ melatonin vào ban đêm. Vì cơ thể nhạy cảm nhất với ánh sáng mặt trời tự nhiên trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy, nên đi bộ vào buổi sáng thường là tốt nhất. Ngoài việc kiểm soát nhịp sinh học, đi bộ giúp mọi người đi vào giấc ngủ dễ dàng và ngủ ngon hơn. Đi bộ buổi sáng cũng là khởi đầu tốt cho ngày mới, nó cũng giúp đánh thức hệ tiêu hóa. Cũng cần lưu ý rằng, đối với một số người, đi bộ khi chưa ăn sáng có thể gây ra tình trạng hạ đường huyết. Đi bộ vào buổi tối cũng có những lợi ích riêng, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Theo tiến sĩ Holiday Bell, đi bộ vào buổi tối có thể giúp cải thiện tâm trạng, thư giãn và giảm căng thẳng, đặc biệt là sau giờ làm việc. Bác sĩ y học chức năng Jill Carnahan đang làm việc tại Mỹ cũng cho rằng đi bộ buổi tối có thể làm giảm mức hormone gây căng thẳng cortisol và điều chỉnh hệ thống thần kinh giao cảm. Đặc biệt, đi bộ buổi tối với người thân hoặc bạn bè có thể tối đa hóa lợi ích cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng sau khi đã hoàn thành các công việc trong ngày. Ngoài ra, đi bộ sau bữa ăn tối còn giúp ích cho quá trình tiêu hóa, bởi vì đi bộ thực sự đẩy nhanh quá trình phân hủy thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng. Còn với tiến sĩ Rebecca Robbins, chuyên gia về giấc ngủ, làm việc tại trường y khoa NYU, Mỹ, cho biết thời điểm tốt nhất để đi bộ là bất cứ thời điểm nào mà bạn có thể duy trì và thực hiện một cách thường xuyên. Phát hiện thêm lợi ích tuyệt vời của việc tập thể dục. Số trường hợp mất trí nhớ trên toàn thế giới sẽ vượt qua 150 triệu người vào năm 2050. Tuy nhiên, ước tính có đến 1/3 số ca là có thể phòng tránh được. Vì vẫn chưa tìm ra cách chữa trị, các nhà khoa học tiếp tục tập trung vào cách thay đổi lối sống để giảm nguy cơ mắc bệnh. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa PMG Medicine đã phát hiện ra rằng tập thể dục thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Yas Douglas từ Đại học California, Mỹ cho hay chưa có phương pháp điều trị hiệu quả nào cho căn bệnh tàn khốc này. Vì vậy, mục tiêu chính là ngăn ngừa bệnh thông qua việc xác định các yếu tố rủi ro có thể thay đổi được. Nhóm nghiên cứu đã xem xét hơn 1 triệu tình nguyện viên, bao gồm 450.243 người từ Ngân hàng Sinh học của Anh. Kết quả cho thấy, những người tập luyện để có khối lượng cơ nạc cao hơn có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn 12% và đạt điểm cao hơn về hiệu suất nhận thức. Tiến sĩ Douglas cho biết, kết quả này cung cấp bằng chứng mới ủng hộ mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng cơ nạc và nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Ngoài ra, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định lứa tuổi tối đa và mức độ bệnh lý của bệnh Alzheimer mà việc tập luyện có thể mang lại hiệu quả.